Em bán là 1,5 triệu đấy. Vâng, để cái cặp mà của em bán thì em bán 1,5 triệu, nhưng mà để em hỏi xem đấy, chắc là sợ nó không còn nữa đâu. Nếu mà còn thì em liên hệ lại nhá. Nhưng mà đang gái có người mua luôn. Dù ban tổ chức SEA Games 31 đã công bố sẽ không bán vé cho lễ khai mạc mà chỉ phát hành khoảng 20.000 giấy mời, nhưng tình trạng vé chợ đen tràn lan trên mạng vẫn xuất hiện. Từ một tấm vé được tặng miễn phí, bị hét giá lên đến hàng triệu đồng mỗi cặp vé, những phe vé ngày càng có dịp lộng hành. Tùy tình trạng và nhu cầu của người mua, giá vé sẽ được đẩy lên các mức khác nhau trong các hội nhóm trên mạng. Nhiều người hâm mộ vẫn sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để có thể đến sân theo dõi trực tiếp. Lần theo thông tin được đăng tải trong group trên Facebook có tên Chợ Vé, chúng tôi được người bán tên LNA giới thiệu rất nhiệt tình. Người này tư vấn dù vé đã được bán hết trước đó nhưng sẵn sàng tìm vé khác để thay thế. Mức giá có thể được ưu đãi để giảm xuống ít nhiều. Chắc là cũng chỉ có rẻ hơn, nếu mà họ bớt thì họ bớt trong một vài trăm nữa. Bên cạnh việc mua bán vé theo kiểu tự phát, tại hội nhóm này còn xuất hiện những phe vé thu mua vé với số lượng lớn. Họ dùng đủ mọi chiêu trò để thu gom vé một cách nhanh chóng. Các cách thức như thuê người đứng chậu trực xếp hàng, chen lấn để mua nhiều lần hoặc treo kéo người sở hữu vé để thu mua lại được áp dụng triệt để. Không chỉ có vé cho lễ khai mạc SEA Games mà vé xem thi đấu bóng đá nam từ vòng bảng đến bán kết ở đây đều có bán. Theo ban tổ chức SEA Games 31, có hơn 10.000 vé khai mạc dành cho lãnh đạo cao cấp của nhà nước, chính phủ và quốc hội, nguyên thủ các nước, quan chức quốc tế, đại sứ quán các quốc gia tại Việt Nam, các bộ ngành trung ương, đoàn thể thao dự SEA Games 31 và hai hội cổ động viên miền Nam, miền Bắc. Số vé mời còn lại dành cho các sở, ban ngành tại địa phương, các quận huyện tại Hà Nội.